Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở bên server S153 và anh em có thể nhìn thấy S Hy Quân, một cái nhân vật 169 cấp ở server S153 mà có lực chiến 19.223 lực chiến. Hơi bị kinh đó anh em. Với cái giới hạn cấp 169 này thì 19 triệu lực chiến là một trong những cái lực chiến là khá khủng ở trong cái giới hạn 16S. Và cái nhân vật Hy Quang của chúng ta hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em, muốn giới thiệu với anh em một cái nhân vật mà có cái kinh mạch, cái người có kỹ năng thứ 6. Kỹ năng của mạch thứ 6, anh ta đã lên được 7 trên 20 luôn. Đây là một trong những người có khả năng đua top kinh mạch cực kỳ kinh khủng. Và những cái kinh mạch của anh ta trước đó đã full hết trơn luôn, full hết ráo luôn rồi nè. Đó, Chu Thiên năm mạch trước đã full và Chu Thiên mạch thứ 6 là một. Kỹ năng nè, gà chưa? Đó, kỹ năng đã lên được 20 hết trơn năm mạch đầu và mạch thứ 6 là anh ta đã lên 7 trên 20. Cực kỳ kinh khủng luôn anh em ơi, quá ghê. Một cái con quái vật kinh mạch ở tận server 153, phải nói là quá ghê luôn á. Rồi, nhân vật Hy Quang của chúng ta hiện tại đang là môn phái bá đào, máu 1.6 triệu máu, tấn công là 42k tấn công, thể chất là 3k7, sức mạnh là 4k2, nhanh nhẹn là 3k5 và linh hoạt là 3k4. Hiện tại thì anh Hy Quang của chúng ta đang có một món cộng 130, 2, 3, 4, 5 món cộng 130, còn lại là đều cộng 120 hết trơn luôn. Em thấy không? Rồi cái vũ khí cộng 128 và 160 cấp quyền kim, có 3 và 1 cam, hút sinh lực, bỏ qua kháng tất cả và tấn công. Ở trong cái vũ khí này anh em có thể lựa chọn hút sinh lực, sức mạnh và linh hoạt cho cái vũ khí, 3 dòng cực kỳ quan trọng. Rồi còn những dòng còn lại anh em có thể tham khảo từ anh Hy Quang. Đá hồn, có một viên đá hồn hạng vũ cao và những viên còn lại anh ta sử dụng tăng sức mạnh. Vậy sao thì rất là nhiều anh em, nếu mà không có những viên đá quan trọng khác như là bản chân thì anh em sẽ sử dụng sức mạnh là nhiều, giúp cho chúng ta tăng nhiều tấn công hơn. Rồi qua cái nón bạch kim 161 cấp cộng 130. Nón bạch kim này có một dòng màu cam, đó chính là kháng thủy. Rồi ngoài ra anh em có thể lựa chọn cho cái nón của chúng ta như là thể chất nè, nhanh nhẹn, linh hoạt, tỷ lệ kháng bạo kích, sinh lực cơ bản và né tránh là dòng thứ 6 dành cho cái nón của chúng ta. Cái dòng thứ 7 thì anh ta lựa chọn kháng thủy rồi. Nếu mà không chọn kháng thủy thì anh em có thể lựa chọn sinh lực cũng được, tại vì sinh lực những cái trang bị này bây giờ nó cũng rất là nhiều luôn rồi. Ở đa hồn thì có một viên tầng thủy hoàng âm cao, giữ lại viên hoàng nhân tương và có thêm viên mạnh thương lam cao luôn, hai viên cao. Nghe chưa? Rồi qua cái dây chuyền 162 cấp cộng 120. Cái dây chuyền này hiện tại đang là dây chuyền bạch kim và có 2 dòng màu cam, phản đòn cận chiến và né tránh. Những dòng mà cần thiết cho dây chuyền anh em có thể tham khảo như là sát thương bạo kích, sức mạnh, nhanh nhẹn, phản đòn cận chiến, 4 dòng cực kỳ quan trọng cho dây chuyền. Anh em có thể lựa chọn thêm là né tránh và bỏ qua né tránh với lại tỷ lệ bạo kích luôn. Rồi đá hồn là có huyền băng điêu hoàng cao và đường hiểu cao, vẫn giữ lại cái viên đường ảnh cao này. Bao tay thì sao? Bao tay hoàng kim 163 cấp cộng 130. Hiện tại đang có một dòng màu cam cực kỳ đẹp, sinh lực. Sinh lực 1k8. Đó, anh em thấy chưa? Bắt đầu là bây giờ là sinh lực rất là nhiều luôn nè. 1k8 luôn. Đó, khủng khiếp. Phải chi cái vũ khí cũng sinh lực cam là cũng là 9k rồi. Trời ơi, ba đào nó quá trời máu luôn á. Rồi, những dòng quan trọng cho chúng ta ở cái bao tay: nhanh nhẹn, sức mạnh, miễn sát thương bạo kích, thể chất, 4 dòng cực kỳ quan trọng. Đó, anh em có thể lựa chọn thêm né tránh. Đa phần là mình thấy anh em lựa chọn né tránh ở tất cả những cái món trang bị của chúng ta luôn. Lựa chọn né tránh đó anh em. Rồi anh này lựa chọn sinh lực rồi. Đá hồn thì ngu giảng văn cao, giữ lại lý thêm một cao. Rồi có thêm một viên đá quỷ cốc tử dương cao luôn. Đây,
cái nhẫn 164 cấp cộng 130, nương tử là Nam Le. Đó, anh ta cưới một người tên Nam Le. Rồi có hai dòng màu cam, linh hoạt, tỷ lệ bộ kích, thêm dòng tím sức mạnh. Đây, ở cái nhẫn của chúng ta có thể tham khảo lấy những cái dòng như thế này: linh hoạt, phản đòn cận chiến, sức mạnh. Ngoài ra có thể lựa chọn thêm là bỏ quay né tránh, tỷ lệ bạo kích hoặc là kháng mộc như là của các anh Hy Quang. Rồi Hoàng Nhân Tông Hàng lên cao nè. Vân Hạo Nhiên lên cao luôn, đá hồn đường giảng cao. Vậy là có 3 viên, ghê gớm thiệt. Cái áo bạch kim 165 cấp và cộng 120, có hai dòng cam cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon luôn, thể chất và miễn sát thương bạo kích. Những dòng màu tím còn lại cũng rất là ngon, tỷ lệ kháng bổ kích, phục hồi sinh lực, kháng kim, tỷ lệ kháng thuộc tính. Anh em có thể tham khảo nha anh em. Đây, lựa chọn nè, tỷ lệ kháng bổ kích nè, nhanh nhẹn nè, miễn sát thương bổ kích nè, thể chất nè, đó, phục hồi sinh lực. Hoặc là anh em có thể lấy bốn dòng này cực kỳ quan trọng luôn. Còn lại ba cái dòng ở trên anh em có thể tham khảo. Đây, phục hồi sinh lực, kháng kim và kháng tỷ lệ thuộc tính. Đá hồn thì Vương Đằng cao, đá Hoàng Nhan Hồng Liệt chân cao, có thêm một viên tiểu ảnh phong. Ở viên này tăng phản đòn cận chiến, thì anh em build nhiều phản đòn cận chiến, build nhiều phản đòn tầm xa thì lúc mà chúng ta đánh nhau, người ta đánh mình thì mình cũng phản lại luôn, cũng rất là ok luôn á. Rồi Ngọc Bội 166 cấp cộng 120, có 3 dòng cam: thể chất, tỷ lệ kháng bổ kích, phản đòn tầm xa, bỏ qua né tránh, sát thương bổ kích và linh hoạt. Ở cái cặp bộ này anh em cũng biết lấy những dòng nào rồi đúng không? Linh hoạt nè, sát thương bổ kích nè, thể chất nè, phản đòn tầm xa nè, tỷ lệ kháng bổ kích nè. Có thể lấy thêm bộ quan né tránh. Gia lực sở tài vẫn giữ lại nè. Rồi, Diệp Vô Tâm cao, Võ Tắc Thiên Dương cao luôn. Hoặc cái đai bạch kim 130 cộng cường hóa cấp 167, có 7 dòng đai bạch kim nha. Rồi linh hoạt, sinh lực, thêm một dòng sinh lực nữa nè, cực kỳ dữ dội, có duyên với sinh lực ghê luôn á. Rồi linh hoạt nè, miễn sát thương bổ kích nè, nhanh nhẹn nè, thể chất nè, sinh lực cơ bản nè, 5 dòng cực kỳ quan trọng cho cái đai. 1 2 3 4 5, anh ta lựa chọn sinh lực tại vì dòng cam mà đúng không, còn không thì chọn né tránh. Rồi cái dòng thứ 7 anh ta lựa chọn là kháng hỏa. Đá hồn thì Quỷ Cốc Tử âm cao, có thêm một viên đá tăng sinh lực cơ bản, đó chính là năm cung diệt. Cái viên này nó tăng 18% luôn, quá ghê. Rồi Tần Thí Hoàng Dương cao nữa nè. Rồi giữ lại cái viên phản đòn tầm xa luôn, Lý Điềm Nhi. Và cái phù 168 cấp cộng 120, hiệu sức phục hồi 1 cam, nhanh nhẹn 165 điểm, thể chất 165 luôn. Đó, anh em thấy chưa, những cái món trang bị của tất cả anh em đều lựa chọn nhanh nhẹn, thể chất, linh hoạt hay là sức mạnh nếu có, rất là quan trọng luôn. Đây là một trong những cái điểm tiềm năng cực kỳ quan trọng giúp cho anh em có số lượng tiềm năng cao, để giúp cho những cái thuộc tính như là tỷ lệ bạo kích, né tránh hay là kháng tất cả hoặc là tấn công của anh em rất là nhiều. Tại vì điểm tiềm năng cộng với những cái như là tấn công cơ bản, sinh lực cơ bản, vân vân và vân vân, nó sẽ hỗ trợ nhau, nó sẽ cộng hưởng với nhau, giúp cho những cái điểm của chúng ta sẽ tăng nhiều hơn. Rồi ở cái phù là có nhanh nhẹn nè, thể chất nè, sát thương bổ kích nè, phản đòn tầm xa và hiệu suất phục hồi. Cái dòng còn lại anh em có thể tham khảo. Công Phượng lên cao, bản tướng 16% sinh lực cơ bản, nhanh nhẹn cộng 40, quá ngon luôn mà. Viên này mới có sơ thôi mà 16% sinh lực cơ bản, không biết cao là bao nhiêu. Cao có thể là quá trời luôn, đúng không? Rồi, Võ Tắc Thiên âm cao luôn. Qua đôi dài, đôi dài Hoàng Kim cộng 130, sức mạnh, thể chất, miễn sát thương bổ kích, nhanh nhẹn, hiệu sức phục hồi và né tránh. Đó, cái đôi dài này là 99%, anh em lựa chọn y chang như vậy luôn, 99% luôn. Rồi Vạn Độc Cúc Hoàng cao nè, nhanh nhẹn đồ quá trời nè, Ngô Cơ Thực Thế cao nè. Anh em thấy không, cái anh này build cực kỳ hay nha. Những cái đá hồn mà cảm thấy nó không có hợp với nhân vật của mình, hay là nó không có điểm tiềm năng, anh ta quăng, không thèm lấy. Những cái nào mà tăng điểm tiềm năng lấy luôn, ghê không?
anh em nãy giờ có thể để ý rất là hay luôn á, tăng những cái gì mà theo kiểu mà thứ nhất là sinh lực cơ bản đâu nè, thứ hai là tăng theo tiềm năng, quá kinh luôn á, một cách build đồ rất là hay luôn á anh em ơi. Rồi cái chân nguyên 16x 1,5 triệu lực chiến, trời ơi điểm tiềm năng full hết trơn luôn rồi, linh hoạt nè, nhanh nhẹn, thể chất, sức mạnh luôn, 4 dòng cực kỳ đẹp luôn. Rồi kháng tất cả cơ bản nữa nè, bỏ qua né tránh cơ bản nữa nè, né tránh cơ bản, tỷ lệ bổ kích cơ bản. À, linh hoạt thì nó cộng hưởng với lại là tỷ lệ bổ kích cơ bản giúp cho chúng ta rất là nhiều hơn, nó sẽ tạo ra một cái mà gọi là tỷ lệ bổ kích á. Nhanh nhẹn thì nó cộng hưởng với lại kháng tất cả cơ bản và cái né tránh cơ bản giúp cho chúng ta có né tránh nhiều hơn. Sức mạnh thì tấn công cơ bản giúp cho tấn công nhiều hơn và thể chất là sinh lực cơ bản giúp cho máu nhiều hơn. Hiện tại anh ta lựa chọn băng thanh nhục nhận làm kỹ năng cho chân nguyên và tăng 33% sinh lực hiện tại. Đó, cách 38 giây thì xóa chờ tất cả kỹ năng để giúp cho chúng ta phình bự lên, chơi cái chiêu dục huyết đạo phong nhiều lên, giúp cho chúng ta bất tử cũng nhiều lắm á. Ok lắm đây. Rồi con ngựa rất là mới luôn. Đó, chiêu dạ bọc một lớp giáp và có skin con hưu, con nai, con gì đó, tần lộc. Rồi. Trang bị ngựa 17. Đó. Nghe chưa? Skin đẹp quá trời luôn á. Ngoại trang quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi qua đồng hành. Đồng hành kỳ tài thức tỉnh ở anh Hàng Vũ đây. Có hai chiêu vàng. Quần thể kim cang cao ngay cái ô số 1 này quá tuyệt vời luôn ơi. 180k lực chiến. Hậu chủ 28/29. Có luôn môn khách 220 điểm linh hoạt. 21% sát thương cuối, 92% tỷ lệ bổ kích cơ bản. Đó, bởi vậy là anh em nhiều linh hoạt cái là tỷ lệ bổ kích quá trời luôn. Thấy không? Quá ghê luôn. Rồi, Hoàng Nhan. Kỳ tài thức tỉnh, 3 chiêu vàng. Ngon. Quá ngon luôn á. Hậu chủ 28/29. Môn khách 220 điểm sức mạnh. Né tránh cơ bản này, 92%. 184k lực chiến. Còn xíu nữa full luôn mày. Võ Tắc Thiên, kỳ tài thức tỉnh. Trời ơi, hai chiêu này là tuyệt vời một trời luôn mày. Tôi chỉ cần hai chiêu này thôi. Quá ghê, hai chiêu bùi diện cực kỳ ngon. Hậu chủ là 27/29. 20% sát thương cuối, 20% sinh lực hiện tại, 54% miễn sát thương bổ kích, giúp cho anh em châu cực kỳ luôn á, máu quá trời luôn. 1,6 triệu máu luôn, quá dữ dội. Rồi, Tần Thị Hoàng thức tỉnh. Này môn khách không? À môn khách luôn. 211 điểm nhanh nhẹn. Ghê không? Môn khách quá dữ. Có một chiêu màu vàng và 5 chiêu 1 cam. Hiện tại Tần Thị Hoàng của chúng ta chỉ mới 164k lực chiến thôi. Hậu chủ là 27/29. Vậy cũng ok rồi, có cái hậu chủ là quá ngon rồi. Coi lại kinh mạch, anh em có thể nhìn thấy đây là một trong những người mà mình thấy có kinh mạch cực kỳ kinh khủng. Mình có xem sơ qua những cao thủ khác, nhưng mà mình thấy cái anh này có cái mạch 6 này lên 7 là quá ghê luôn rồi. Cực kỳ ghê luôn. Anh em thấy không, mạch hết trơn luôn nè. Đó, coi nè, Chu Thiên lên 1. Và cái kinh mạch, cái kỹ năng mạch 6 đã lên 7. Quá khủng khiếp luôn. Có anh em nào mà có 10 hay là trên 7 à, kỹ năng mà của mạch thứ 6 Duy Dương Kim Môn mà anh em nào mà trên 7, anh em nhớ comment thì bên dưới nha anh em ơi. Sau khi gây bạo kích, bản thân bỏ qua kháng tất cả cơ bản 32%, duy trì trong 5 giây, giãn cách 10 giây. Trời ơi nó cộng kìa, quá trời luôn anh em ơi, quá ghê. Rồi môn khách hiện tại là kích hoạt được 3 con rồi, Hạng Vũ, Hoàng Nhan và Tần Thị Hoàng. Thuộc tính tổ hợp sát thương bạo kích, tẩy lại bạo kích cơ bản, bỏ qua kháng tất cả cơ bản, né tránh cơ bản, phản đòn tầm xa, phản đòn cận chiến, triệt tiêu sát thương cuối và kháng thời gian thuộc tính. Ở cái thuộc tính tổ hợp này tùy người ta có cách build riêng của họ nên là mình không có nói được cái nào chuẩn cái nào không chuẩn, anh em họ thấy cái nào hợp lý thì họ build thôi. Rồi tuyệt học là có hai chiêu một tiếng được chính nè. Chiêu đầu tiên là khi mà chúng ta chơi kỹ năng, mỗi 2 lần dùng kỹ năng chủ động, bản thân sẽ tăng tốc đánh. Mà trước đó thì nó tăng cho mình miễn thương trước nè, phản đồng miễn thương 9%. Thì khi chúng ta dùng 2 lần kỹ năng sẽ tăng tốc đánh. Thể phái cận chiến như là bá đao sẽ tăng thêm di chuyển. Những phái ta dài thì nó sẽ không được tăng. Duy trì 8 giây, anh em lưu ý nha,
cái chiêu này nè, cái chiêu màu tím này nè, cái tuyệt học nè, nó sẽ chỉ kích hoạt cái tăng tốc độ di chuyển đối với những môn phái cận chiến thôi. Những môn phái mà tay dài nó chỉ tăng cho chúng ta tốc đánh thôi, cận chiến thì tăng tốc đánh với lại tăng tốc độ di chuyển luôn đó. Rồi cái chiêu dục huyết đạo phong, sau khi mà hiệu quả dục huyết đạo phong kết thúc sẽ hồi phục sinh lực, máu của anh ta một đống luôn rồi, hồi phục nữa cực kỳ kinh khủng luôn. Rồi còn cái chiêu này 9/10 sát thương bổ kích tăng 32% khi mà máu dưới 30% máu bị tấn công, sát thương bổ kích này sẽ chuyển thành miễn sát thương bổ kích. Rồi bộ tốc đánh sinh lực cơ bản, sát thương bổ kích hút sinh lực, bỏ qua để tránh cơ bản đó. Nhìn sơ qua thì đây là một cái nhân vật build cực kỳ kinh khủng, một cái con quái vật trong server 153. Anh em có thể nhìn thấy một cái server top 7 thì một bang, hai bang, ba bang, ba bang top 7 có ba bang khác nhau à. Trông có vẻ server này khá là vui nhộn đúng không anh em? Các anh em đã phân chia ra ở các bang rất là nhiều luôn, hải kim thấy khá là nhiều nha anh em, thấy không, quá trời hải kim luôn kìa. Ồ, khủng khiếp khủng khiếp. À, anh em nào ở bên server S153 nhớ comment phía bên dưới xác nhận giúp mình xem cái server này còn đông du không nha. Thấy server này hơi bị hấp dẫn rồi đó. Rồi ok, video nói về nhân vật Hy Quang, một trong những người có tốc độ boom kinh bạch 6 cực kỳ kinh khủng ở bên server S153. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đồ cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.